Này các thiên tử, vì lìa bốn niệm trụ nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, vì lìa bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này các thiên tử, vì lìa bốn niệm trụ nên lìa trí nhất thiết trí, vì lìa bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo nên lìa trí nhất thiết trí. Lại nữa, các thiên tử vì lìa pháp môn giải thoát không, nên địa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa. Vì lìa pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, nên địa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa. Này các thiên tử, vì lìa pháp môn giải thoát không, nên lìa pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Vì lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện nên lìa pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. Này các thiên tử, vì lìa pháp môn giải thoát không nên lìa chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh đi xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Vì lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện nên lìa chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Này các thiên tử, vì lìa pháp môn giải thoát không nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Vì lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Này các thiên tử, vì lìa pháp môn giải thoát không nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này các thiên tử, vì lìa pháp môn giải thoát không nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ vì lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện nên lìa tám giải thoát tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ này các thiên tử vì lìa pháp môn giải thoát không nên lìa bốn niệm trụ bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo vì lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện nên lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo này các thiên tử vì địa pháp môn giải thoát không nên địa bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa, bậc pháp vân vì địa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện nên địa bậc cực hỷ cho đến bậc pháp vân.